Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại Quy luật do Đại đức Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bát Mẫu, thành phố Hà Nội ngày mùng 1 tháng 10 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý hành giả Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài quy luật Khái niệm này ám chỉ cho cái gì đó diễn ra như là một tiến trình Và những nỗ lực muốn thay đổi nó đó sẽ không thể thực hiện được Ví dụ chiếc xe lửa chạy trên hai chiếc rãnh của đường rầy. Nếu ta thấy hai cái rãnh đó, bằng đường nhựa xe lửa sẽ không đi được. đó là một quy luật. máy bay thì bay trên hư không, vượt ra khỏi một bước tương đối nào đó, cái quy luật hút của trái đất, theo một quỹ đạo riêng của nó. đó cũng là quy luật. thế giới vật lý này đều có những quy luật và nếu xử lý đúng cái tình huống và quy luật Thì sự vật nào cũng có giá trị cho ta Còn đối với sự sống của con người đó Thì quy luật đó cũng diễn ra một cách rất là gắt gào Trong nghi thức Kinh Tụng hàng Ngày chúng tôi biên soạn vào năm 1994 Được tái bản nhiều lần thì khái niệm này chúng tôi dùng bằng từ quán tưởng giữa quy luật và quán tưởng đó, nó có điểm giống và điểm khác giống đó, nó là bản chất của hiện thực đứng từ cách nhìn nào góc độ nào nó vẫn diễn ra như thế khác là ở chỗ sử dụng chức năng để mang lại lợi lạc cho chúng ta khi dùng là quy luật ta nói đến là cái bản chất không thay đổi khi dùng khái niệm quán tưởng ta mô tả về nghệ thuật tu trên nền tảng của quy luật và đã giúp cho hành giả Phật giáo đó nhìn hiểu và xử lý chúng theo tình huống chuyển hóa khái niệm đó đã được một vị cao tăng cách đây vài chục năm dịch từ một cái ý kinh ở trong kinh tạng Bali chúng tôi đã biên tập lại và thêm khoảng ba chục phần trăm phần cuối toàn bộ bài thơ đó đó gồm có 12 câu và nó nằm ở trong cái phần nghi thức hồi hướng sau khi ta hành trì các bài kinh toàn bộ 12 câu đó như thế này chúng sanh rồi phải bị già không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn chúng sinh bệnh tật phải mang không ai sống đặng bình an mạnh lành chúng sinh sự chết sẵn dành không ai thoát khỏi tử sinh đến kỳ chúng sinh phải chịu chia ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình không buông nay con nương đắng pháp vương niết bàn chứng đắc các tường an vui bốn câu sau chúng tôi thêm vào để nói rõ hơn về cái tiến trình tu từ sự quán tưởng về bản chất quy luật của cuộc đời hay nói rõ hơn là của đời người nếu để ý thì ta sẽ thấy 12 câu này đó được thiết lập theo uh, 6 cặp mỗi cặp hai câu là một quy luật hai cặp bốn câu cuối đó là nghệ thuật chuyển hóa tâm trên ba quy luật thông thường mà tất cả mọi người đều phải trải qua là già bệnh và chết lần thăm viếng hà nội kỳ này đó chúng tôi chú ý là đến thăm bác trai anh ruột của mẹ gia đình báo ngày hôm qua ngày hôm kia ngày hôm qua ra thì ông đã mất ông thọ được tám mươi bốn tuổi sáng nay chúng tôi đến thăm gia đình của của bác thì bác gái năm nay tám ba tuổi vẫn còn à, minh mẫn sức khỏe tốt nhưng tai hay bị à, lãng cái quy luật của già nó diễn ra với tất cả mọi người và không phải khi chúng ta lớn tuổi chúng ta mới già nếu ta nghĩ và đánh giá rằng là già là một cái tiến trình bị um, suy si thoái về à, các chi phần ở trong cơ thể mà đến một nước nghiêm trọng nào đó đó nó sẽ dẫn đến bệnh và chết thì à, tuổi trẻ cũng có những người bị già mà thỉnh thoảng ta thường gọi là già háp người già háp thì à, mỏi mà thơ còn già tự nhiên đó, là do năm tháng chúng ta có mặt trên cuộc đời đó, mà sự vận hành của cơ thể vật lý này đó nó phải um, song song cho nên um, từ tuổi uh, 65 trở đi đó bắt đầu mắt ta mờ tay ta lãng rồi uh, má nhăn khối mỏi đau nhức xương khớp và um, có những cái phản ứng làm cho mình cái vẻ chậm lục về phương diện giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi niếm thân xúc già đi đứng phải có người nhiều kẻ kẻ năng chứ không được như là trong cái thời gian chúng ta còn tuổi trẻ như vậy khi quán tưởng về quy luật của cái già thì đạo lý và phật dạy chúng ta ba điểm căn bản sau đây thứ nhất đó, cái già là một tiến trình lão hóa tự nhiên liên hệ đến cách thức ta sử dụng cơ thể vật lý này như thế nào có người già trước tuổi là bởi vì thời gian làm việc của người đó đó bằng hai bằng ba là người khác như một chiếc xe mà mỗi ngày chúng ta chạy quá nhiều cây số thì trong vòng một năm đó nó có thể lên đến 100.000 cây thì chiếc xe đó được xem như là chiếc xe già còn à, những người mua chỉ chạy lòng vòng trong thành phố mười năm sau khoảng được à, năm sáu chục ngàn cây số thôi nó vẫn chưa được xem là già như vậy già không nhất thiết bị lệ thuộc vào tính thời gian điều này à, quý hành giả thấy rất rõ nhiều cụ tại đây đó tám chục tuổi tám mấy tuổi mà gương mặt vẫn trẻ trung cái già vật lý vẫn có vẫn khống chế vẫn chi phối nhưng tâm ta bình an thư thái thoải mái thảnh thơi thì uh, ta vẫn um, kéo dài cái tiến trình uh, của sự sống cho đến này uh, cái già đến hơi muộn hơn người bình thường hôm qua từ uh, nha trang ra hà nội đọc tờ báo và biết một tin là ở tỉnh Bình Định đó, là nơi ở trong nước có số lượng cụ già lớn tuổi là nhiều nhất Việt Nam hiện tại có trên 100 100 cụ tuổi từ 100 trở lên cụ lớn nhất đó là 117 tuổi và tờ báo đưa cái tin chúng tôi hay thất vọng ở chỗ họ chỉ nói đơn giản sẽ đăng ký kỷ lục cụ lớn nhất tuổi của tỉnh 117 tuổi theo kỷ lục quốc tế hiện nay là Việt Nam đứng đầu Năm ngoái có cụ 117 tuổi mất Thì cụ 116 tuổi ở Nhật trở thành là đứng đầu Còn ta phát hiện ra cụ 117 thì ta phải là đứng đầu thế giới chứ Chứ có lý đâu chỉ đứng đầu một tỉnh Sự khác biệt ở trong tính cách tuổi thọ của con người Và các loại chủng vật đó lệ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau lắm phần lớn là lệ thuộc vào cái cách thức chúng ta sống làm việc nghỉ ngơi làm chủ cảm xúc thì các giác quan nếu ai làm được các việc đó một cách có bài bản đó thì tuổi thọ của người đó được đảm bảo hơn còn ai lơ là và không quan trọng quá nó đó thì tuổi thọ có thể bị rút ngắn nhìn quy luật của cái già như là một tiến trình tự nhiên đó chúng ta sẽ giải phóng được cái tâm lý là khổ đau vì không thỏa mãn những yêu cầu chúng ta muốn mà nó không tung phục mình ai không thích mình được trẻ rồi bây giờ cái già nó đến là cho mình <laughs> buồn đi ở những vùng thôn quê ở miền Nam đó các cụ lớn tuổi khi được con cháu mời đến studio để chụp hình đó, các cụ từ chối hỏi thì nhiều cụ không trả lời có cụ bộc trực thì nói đơn giản tao chưa muốn lên trên bàn thờ như à. vậy là có nhiều người nghĩ là khi già mà đi chụp hình á nó giống như một cái huông Để trở thành một cái di ảnh kỷ niệm Điều đó nó liên hệ đến cái chết Và là một quy luật tự nhiên Ta có sợ nó hay không sợ nó Nó vẫn diễn ra như thế thôi Khác biệt giữa một hành giả Phật giáo Và một người pha, người thường ở chỗ đó Là mình làm chủ được cái tiến trình này bằng cách là ta làm chủ được cảm xúc và nhận thức cho nên sự thực tập thứ hai về quán tưởng là đừng để cho tuổi già phải trải qua trạng thái sợ hãi nỗi sợ hãi ám ảnh nhất của người già là sợ chết sợ bệnh sợ cô đơn sợ con cháu bỏ rơi. Sợ ta không còn đủ năng lực để làm những việc mà trước đây ta đã từng làm. Chừng đó những nỗi sợ hãi đã làm cho cuộc sống ấy, ở tuổi già vốn đã hơi ảm đạm hơn tuổi trẻ ngày càng ảm đạm và buồn chán hơn. Ở miền Bắc ấy, thì chúng tôi học được một cái điều hay là các cụ lớn tuổi ấy, ý thức rất rõ về đời sống tâm linh, cho nên mặc dầu các vị sư và sư cô ở đây ít hơn là ở miền Nam, nhưng các cụ đã đến chùa theo ngày tuần định kỳ để sinh hoạt, làm cho tất cả những căng thẳng trong sinh hoạt đời sống đó được giảm đi. Mặc dầu đôi lúc ở nhiều chùa các đạo tràng hầu như là không có người hướng dẫn ở trong nam mà không có người hướng dẫn không có sư trụ trì đó thì chùa đó vắng tanh không được như miền bắc nữa đâu đó là một cái hay dĩ nhiên khi hỏi lý do tại sao các cụ đến chùa thì có cụ sẽ trả lời dân gian thường nói trẻ vui nhà già vui chùa phải vậy không Ít ra ta có được cái yếu tố tích cực Ở tuổi lớn á, mà về chùa đó, thì có niềm vui nhiều hơn là ở nhà Như vậy một cách rất là tình cờ ta đã thấy rất rõ là cái giá trị tâm linh ở chùa đó Cung ứng cho ta nó niềm hạnh phúc Cho nên tuổi già thay vì mình bị khống chế bởi những nỗi sợ hãi đó Thì sự sinh hoạt tu học của chúng ta sẽ làm chúng ta có được niềm vui cái vấn đề đặt ra ở chỗ đó không phải là với thứ hai của câu à, tục ngữ mà nó là ở với đầu trẻ vui nhà bây giờ tuổi trẻ chưa chắc gì chịu vui ở nhà đâu nó vui ở đường xá nam rồi vui ở quán nhậu bia ôm à, internet rồi à, các trò chơi điện tử còn nữ thì à, có những cái sở thích sở vui khác nhau mà vui chơi giải trí thiếu định hướng đó, Đến lúc nó dẫn đến sự uh, nuối tiếp về sau này. Do đó đó, ta phải điều chỉnh cái câu nói này lại. Già trẻ đều vui ở chùa được hết á. Tuổi trẻ cần phải đến chùa nhiều hơn nữa, bởi vì uh, khoảng đời ta sẽ sống đó đến mấy chục năm. Và khi mình có được niềm vui tâm linh đó thì cái định hướng ở trong cuộc đời chúng ta sẽ không bị đánh mất. Cho nên là mấy chục năm có mặt, đồng hành với sự sống, đó, ta làm được rất nhiều việc và giải phóng được những ức chế ở trong sinh hoạt thường nhật. Cho nên hạnh phúc vật chất nếu có được đó, được tô bồi bởi hạnh phúc tâm linh, thì đời sống của con em chúng ta sẽ rất là rất là như ý muốn do đó rất mong quý cụ quý bác hướng dẫn con em của mình và mình cũng tổ chức cái sinh hoạt tu học tương tự như thế này ví dụ người lớn tuổi vào buổi sáng thì thanh niên vào buổi chiều hoặc là ngược lại hội đoàn là một cái tổ chức mà sự sinh hoạt của nó đó sẽ làm cho tất cả các thành viên dự phần chia sẻ chung một niềm vui cái đó Đạo Phật gọi là cộng nghiệp. Khi quý cụ có mặt tại chùa sinh hoạt, quý cụ đã cảm nhận được hạnh phúc. Ấy, thì mình cũng nên thấy cái nhu cầu tương tự ở thế hệ con em của mình. Bây giờ cho chúng đi vui chơi, giải trí, các phương tiện thế tục không. Ấy. Chưa chắc là chúng ta đã chăm sóc và bảo đảm được hạnh phúc thực ảo và thực nó khác nhau ở chỗ cái nhận thức đúng được bản chất hay là dựa trên cái cơ sở không đáng tin cậy hạnh phúc của tâm linh đó là hạnh phúc một cách lâu dài còn hạnh phúc về các khoái lạc giác quan đó là tạm thời nhưng lại có một cái sức hút rất là mạnh làm cho phần lớn con em của chúng ta đê mê và đánh đồng đó là hạnh phúc thực khi ta vui tại chùa đó thì những nỗi sợ hãi về già, bệnh chết á phải được gác qua một bên. Ta cứ sống theo cách thức để cho tâm mình được thoải mái. Ai mà không bị già? Hoặc là có tuổi chút xíu đó thì những thay đổi ở trên cơ thể làm cho chúng ta không còn là chúng ta của ngày hôm qua do đó điều quan trọng là cố gắng làm sao đừng để cho nỗi cô đơn nó xuất hiện trong các gia đình thuộc dân quá nông nghiệp như là việt nam thì tuổi già bớt cô đơn ở chỗ là một gia đình không gian chặt hẹp nhưng có đến hai ba thế hệ cùng sống dưỡng nhi đại lão là một cái quan niệm bắt nguồn từ cái nền văn hóa này tức là mình nuôi con cháu là để chờ đến cái tuổi về già đó mình có được con cháu chăm sóc lại nó muốn nói một điều là ta sẽ bớt đi nỗi cô đơn những đứa con lớn của ta đó do vì công danh sự nghiệp suốt ngày phải bôn ba ở nhà đó một mình có lẽ là hơi buồn và cô đơn lắm cho nên có những đứa cháu ta thế vào xem nó như là một cái niềm vui thứ yếu thế cho cái niềm vui đối với con ruột của mình nhiều năm trước khi chúng ta khốn khó về kinh tế đó có con nhưng phần lớn mình đâu có chăm sóc kỹ đứng bây giờ đến tuổi về hưu có cháu thì những cái thiếu sót hoặc là những điều ta muốn mà ta không làm được đó Dành cho con ruột của mình Thì bây giờ ta làm công việc đó cho cháu Nhiều người đã làm như thế Mặc dù không nghĩ như vậy Nhưng mà tình cờ nó ra là, là như vậy Bởi vì cái tình thương của cha mẹ và ông bà Dành cho con và cháu Lúc nào cũng là sự chăm sóc và bảo bọc hết Cho nên có sinh hoạt quay quần bên cháu đó ta bớt đi nỗi cô đơn ở tại hải ngoại đó thì um, nỗi cô đơn buồn chán ở tuổi già rất là cao vì nền văn hóa này uh, huấn luyện con người rằng là đến tuổi về hưu con cái được quyền không nuôi dưỡng cha mẹ tại nhà gửi cha mẹ vào uh, trong các viện dưỡng lão mà vẫn không bị xem và phi luật pháp và văn hóa là bất hiếu cho nên là các cụ đã phải vào đây sống, có nhiều cụ đó trong lúc thời gian sống mười mấy hai chục năm còn lại của cuộc đời hầu như không nhìn thấy mặt con của mình nữa, vì những đứa con chẳng thèm đến thăm. Mà ta biết là ở trong một cái xã hội công nghiệp đó thì thời gian còn trai tráng hay là thời thanh xuân của nữ nói chung đó là họ là việc quá nhiều căng thẳng cho nên không biết cách xử lý các dòng cảm xúc thì các cái chứng bệnh tâm thần hay là những cái biến chứng về tâm thần đó nó có ở nhiều mức độ khác nhau thì vào trong các trại dưỡng lão đó phần lớn những người già chỉ toàn gặp những người như thế thôi cho nỗi cô đơn buồn chán lại tăng tăng trưởng thêm nữa bốn lần có mặt ở Hoa Kỳ và hai lần có mặt ở tại Úc Châu chúng tôi đều có cơ hội đi viếng thăm các uh, trại dưỡng lão Ở đây thì uh, nhà cửa phòng ốc nó sang trọng lắm mỗi cụ ở một phòng độc lập có các phương tiện đầy đủ hết chỉ có thiếu một điều là cái uh, cái tình cảm của con cháu dành cho mình thôi dù là nó sạch sẽ cỡ nào đi nữa vào trong đây ta vẫn nghe một cái mùi chung mà có một nhà văn ở hải ngoại đó gọi đó là mùi thời gian thời gian như là một tiến trình nó trải ngang qua cuộc đời của mỗi con người đến cái từng tuổi nào đó đó tập hợp của những con người như vậy nó sẽ tạo ra một cái mùi mùi buồn mùi chán mùi của lão suy mùi của cô đơn nhiều thứ khác lắm và có mặt ở trong một cái nền dân hóa như vậy đó những người Việt Nam mà không có um, giữ được cái truyền thống dân hóa gốc của mình sẽ vô tình đẩy cha mẹ ông bà của mình vào một cái cảnh huống sống um, cô đơn và khổ đau nhiều hơn cô đơn là nỗi đau của tinh thần khống chế và chi phối chúng ta nhiều lắm hai người ở chung nhau thậm chí là trong một gia đình nhiều người ở chung nhưng mà tâm không đầu ý không hợp đó Thì ta vẫn có cảm giác là bị cô đơn Và nỗi cô đơn này nó gặm nhắm mình Nó giết chết mình Chứ nhất là bằng sự già Sau đó là bằng sự khổ tâm Và cuối cùng là bệnh tật và chết Do đó khi quán tưởng quy luật đầu tiên này đó Các hành giả phải thấy rất rõ là Tất cả mọi thành bại hay là thân trầm ở trong cuộc đời của mình đó, dầu là do mình tạo ra hay là do bị ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh đó, đừng để cho nó bám víu vào mình để nhất về phương diện cảm xúc nó có thể có như là một hiện thực bởi vì ta có những cái cộng nghiệp và có những biệt nghiệp có muốn hay không muốn nó vẫn đến với chúng ta nhưng vấn đề ở chỗ là khi làm chủ được cảm xúc đó, thì tất cả những biến thiên đó đó nó không làm cho chúng ta bị dao động cái đó là sự tu tập khi tuổi già đến với mình mỗi một năm như vậy chúng tôi có cơ hội đến trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc ở quận 12 Sài Gòn hai ba lần người tàn tật không nhất thiết là do già mà ra tại đây đó phần lớn người tàn tật là tuổi thanh xuân hai mấy ba mấy tuổi thôi trung tâm um, Tân Hiệp ở Bình Phước nơi um, tập hợp khoảng 1.200 người cơ nhở bất hạnh thì số lượng người bị tàn tật đó cũng thuộc về tuổi trẻ chiếm đại đa số cho nên là cái già suy đó nó có thể có mặt với bất cứ một lứa tuổi nào ví dụ những trẻ em mới sinh ra đã bị còi xương hay là bị suy nhược cơ thể một cách nghiêm trọng do ảnh hưởng um, trong suốt thời gian người mẹ mang thai và nhiều cái ảnh hưởng của môi trường khác do đó quán là tất cả mọi chúng sinh đều phải trải qua cái sự già không già vật lý do tuổi tác mang lại thì cũng già về cái um, sự lão suy do sử dụng sai cách hay là sử dụng quá mức cái sức chịu đựng mà cho phép của cơ thể Quán như vậy để chúng ta không ỷ lại vào sức khỏe của mình, để nó còn có cơ hội để phục dịch cho ta trong tiến trình ta sống hạnh phúc bằng những cái phương pháp tu, bằng những cái cách thức để nỗi khổ niềm đau Đào đó nó không bám víu vào bản thân chúng ta. Điều thực tập được Đức Phật huấn luyện là cái già không phải là tôi tôi không bị lệ thuộc vào cái già sự tự tập này rất đơn giản nhưng có khả năng trị liệu rất cao rõ ràng đó nhìn kiến soi gương ta thấy là tóc của mình bạc một phần ba có người hai phần ba có người là một trăm phần trăm nước già chúng ta cũng thay đổi và hầu như mọi thứ nhìn vô là ta biết đây là cái dấu hiệu của sự già và bây giờ mình bảo rằng là cái già không phải là tôi như chừng là ta không muốn thừa nhận nó diễn ra với mình như là một sự thật không vấn đề cái sự quán chiếu được đức phật nói là để giúp chúng ta trị liệu tâm lý bởi vì khi đối diện trước cái già ta sợ lắm ta khủng hoảng lắm cho nên mình tách ly không để cho cái già tâm lý đó nó khống chế trên cái già vật lý của cơ thể thì cái già dù có nó không làm chúng ta bị ám ảnh và khổ đau cho nên không có lý do gì ta phải buồn khổ đau khi ta bị già Mấu chốt của vấn đề thực tập là nằm ở chỗ này Ai không già Cho nên đừng để cái già làm cho ta đau và khổ Chúng sinh bệnh tật phải mang Không ai sống được Bình an mạnh lạnh Đây là ta nói theo cái góc độ Tương đối ở mức độ cao nhất ngay cả các lực sĩ ta tưởng là họ khỏe mạnh không có bệnh nhưng khi khám bệnh một cách uh, toàn triệt thì không bệnh ít cũng bệnh nhiều không bệnh nhiều cũng bệnh ít thôi không khám thì không bệnh có khám thì có bệnh này bởi vì uh, cái tiến trình bệnh đó, nó liên hệ đến uh, rất nhiều yếu tố sự trầm cảm về phương diện cảm xúc bế tắc về phương diện nhận thức nghịch cảnh về phương diện hiện thực diễn ra xung quanh ta hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút nếu không biết cách xử lý đó những thứ này có thể ảnh hưởng đến cơ thể vật lý của mình rất nhiều và rồi làm cho chúng ta trở nên bị bệnh tật ví dụ có một nỗi lo nào đó vào một vài ngày tới cô ta sẽ đi thi thương con quá cho nên rất nhiều cha và mẹ đó thức ngủ cùng con nó học bài đến 12 là một giờ khuya ta vẫn thức để hung đúc tinh thần của nó nó 4 giờ thức dậy ta thức dậy sớm hơn để nhắc nhở nó học thuộc bài hầu như là cha mẹ phải thức và ngủ cùng với con cái rồi nó đi thi ta cũng thi theo nó ngồi trong lớp, ta ngồi ở xe Honda, ngoài cổng trường để chờ nó tan cái giờ thi ta cảm thấy nhẹ nhõm mà nhìn gương mặt của nó cười thì biết nó là làm bài được nhìn gương mặt nó méo xẹo thì cái cõi lòng của ta cũng méo theo như vậy là những cái sự thay đổi và những cái sự kiện trong cuộc đời đó nó có thể tạo ra sự căng thẳng ở người có trách nhiệm và tình thương và những thứ này đó nó làm thương tổn tâm của chúng ta cho nên học và hiểu được cái quy luật nhân quả đó thì đạo phật dạy chúng ta là rũ bỏ bớt nỗi lo ta vẫn làm hết bộ phận và trách nhiệm của cha của mẹ của người thân thuộc với nhau nhưng ta không để cho nỗi lo nó khống chế nó chỉ khác nhau cái là vứt nỗi lo đi giữ lại bản chất của công việc thì như vậy là con em của chúng ta nó cũng cảm thấy bớt đi cái sức ép tâm lý và bản thân mình thì không vì thế mà nó làm cho ta bị yếu kém về phương diện sức khỏe để dẫn đến những bệnh tật vì ngủ ít lo nhiều dẫn đến bệnh đó hao tổn tinh thần dẫn đến sự hao tổn sức khỏe là một quy luật kéo theo hai chiều có được một cái phúc duyên để sống không bệnh tật nặng không phải chỉ một đời mà được đâu nó đòi hỏi đến nhiều đời kiếp nữa từ lúc uh, nó được uh, đánh giá và thưởng từ uh, hành động từ bi, không uh, sát hại các loài chúng sinh, rồi rải ban tâm từ với uh, con người, bảo đảm môi trường sinh thái để giữ uh, môi sinh được đảm bảo. Rồi tất cả những điều mắt thấy tai nghe trên các phương tiện truyền thông, báo đài đó liên hệ đến trái rồi à, sóng thần động đất lũ lụt chết chóc và chiến tranh ta đều phát khởi lòng từ bi và cầu cho các sinh linh đó được vượt qua cái cơn khốn khó này thì mỗi một cái à, ý tứ về sự thực tập đơn giản nho nhỏ như vậy là có một cái khả năng trị liệu rất lớn nó tăng phước phần của chúng ta hồi nào không hay cho nên à, là cha là mẹ thì à, nên để ý đến cái việc mà giải trí của con em đừng cho chúng xem những cái trò chơi điện tử bắn súng hay là chiến tranh vì những thứ này nó sẽ gieo vào trong tâm thức của chúng những hạt giống của bạo động, bạo lực và mỗi một cái niềm ham thích về cái việc đó trong lúc chúng coi và chơi sẽ làm cho chúng gián tiếp gieo nghiệp sát sinh và nó làm thương tổn đến tuổi thọ và sức khỏe cho nên ta cố gắng uh, thực tập cái quy luật thứ hai là ai cũng phải có bệnh khi sáng đến thăm uh, bác gái đó thì uh, thấy bà đã bị lãng tai bà nói với chúng tôi là uh, còn minh mẫn lắm mà uh, đi đứng thoải mái làm việc thoải mái còn có thể cố gắng cho đứa con trai 50 tuổi làm uh, kinh tế nữa và vừa khoe vừa vui bà kể về bác trai là chết trong trạng thái rất là thoải mái năm giờ sáng dậy ăn cháo nói chuyện vui vẻ ngã lưng xuống mới nói là hơi đau ở bụng ba mấy giây sau mất cái chết như thế thì ta biết nó là một cái tiến trình tự nhiên thôi và nếu ta có những người thân qua đề ở trong cái tình huống như vậy đó, thì ta nên mừng hơn là hơn là buồn bởi vì ai cũng phải chết mà mà chết một cách bình an đó phải nói rằng nó liên hệ đến cái cái phước tuổi thọ và cái thuốc sức khỏe rất là nhiều bác trai của chúng tôi khi còn sống đó thì ngày nào cũng chạy xe đạp và đã từng chạy xe đạp từ nam chí bắc và thuộc về hàng top then đi về đầu ông là người mở ra cái phong trào chạy liên tỉnh ở tuổi lớn nếu chúng ta chịu khó tập thể dục mỗi ngày ít nhất hai lần trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó thì cái tiến trình bệnh tật đó, nó sẽ giảm lại hoặc nếu có đó ta có thể trì quản được nó khi quán tưởng về bệnh tật như là một quy luật đó, thì ta nên lưu tâm điều thứ này, đừng để cho cái đau của bệnh khống chế cái tâm, bởi vì khổ và đau trong ngôn ngữ tiếng Việt nó sâu sắc hơn là ngôn ngữ phương Tây, mô tả đến là hai đối tượng khác nhau, đau nó thuộc về thân, khổ thuộc về tâm thổ liên hệ đến là cảm giác tâm tư nhận thức thái độ tâm lý còn đau đó liên hệ đến các bệnh ảnh hưởng đến cơ thể hoặc là những cái tác động tiêu cực của môi trường trực tiếp làm cho thân thể của chúng ta không được như ý muốn bất cứ một cái bệnh tật nào trên cơ thể nó cũng đều dẫn đến cái đau đó cho nên ta có hàng loạt những cái từ Đau bụng, đau răng, đau đầu, đau lưng Đau tim, đau gan Chứ mình đâu có nói là à, à, Khổ gan, khổ tim, khổ phèo, khổ phổi đâu Không có Chỉ nói đau thôi Như vậy là Giữa cái đau và cái khổ đó Người tu học Phật đó, Tách rời nó ra Và không để cho cái đau vật lý Nó kéo theo cái tiến trình khổ của tập Còn người không có tu tập đó dễ lẫn lộn giữa hai cái này lắm đau chịu không nổi dẫn đến khổ ví dụ người nào đang nằm đau quằn quại trên giường cái phản ứng của họ là gì ôm cái gì đó vào trong lòng để phóng thích cái nỗi đau đó ra hoặc là ghi cái tay mình vào cái đầu giường hay là đập xuống bịch 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 ở trên này để cho nó bớt đau hay là rên rồi hét rồi khóc Tất cả cái đó nó cũng góp phần để giải phóng nỗi đau Ở một mức độ tương đối Nhưng nó không giải quyết được một cách trọn vẹn Vì nỗi đau vật lý đó Nó là một cái quy luật tự nhiên của cơ thể Trong đó cách phóng thích này đó Nó chỉ làm cho tâm mình đó, Có cảm giác được chấn an một phần nào thôi Thì Đạo Phật dạy là đối diện trước cái nỗi đau như vậy đó Ta thực tập tâm cái đau này không phải là tôi Tôi không bị kẹp vào nỗi đau này Cái đau nó vẫn có chúng ta Không ai phủ định nó Và khi thực tập không có nghĩa là ta không thừa nhận nó Nhưng không để nó kéo theo cái nỗi khổ của tâm Nhiều người đau quá từ tử mà chết hoặc là khi đau nằm bại sụi ở trên giường nhìn thấy con cháu đó quanh năm suốt tháng phải khổ cực về mình cho nên khi chờ con cháu đi làm hay đi đâu đó uống thuốc nhiều để cho cái chết diễn ra hoặc là cố tình làm cái gì đó để thương tổn đến tánh mạng của mình để vì những người như thế đó đã bị bế tắc bởi cái nhận thức cho rằng là khi bệnh đó, là cuộc đời mình kết thúc đó là một nhận xét sai lầm người già mà bệnh nữa thì lại càng có cái cảm giác nó nhiều hơn thân thể thui sao uh, vô dụng quá hành hạ suốt cuộc đời khổ quá cho nên um, không còn có cảm giác muốn sống ta phải hiểu uh, cái tuổi thọ và sức khỏe là hai cái phước khác nhau có người có phước tuổi thọ nhưng không có phước sức khỏe tức là thọ mà vẫn bệnh tật Truyền nguyên thôi có người có phước sức khỏe nhưng là không có phước tử thọ Chết một cách lãng xẹt do tai nạn mang lại Có người đó vừa có phước mà vừa có tử thọ Cái phước của sức khỏe đính kèm với tử thọ Làm cho tất cả những gì mà họ gieo trồng tốt đó Được hưởng và tiếp nhận một cách trọn vẹn Còn có người đó không có tử thọ mà cũng không có phước báo về sức khỏe nữa cho nên ta đừng lẫn lộn hai cái này làm một và do đó khi mình có phước tuổi thọ thì cứ sống hết tuổi thọ của mình chứ đừng vì thế bệnh quá cho nên yêu cầu bác sĩ là hãy tiêm thuốc để ta đi một cách dễ dàng đạo đức học ứng dụng của phương tây đặt ra những vấn đề là trợ tử là bởi vì bệnh nhân đang trải qua cái cảm giác khổ đau từ cái đau của cơ thể dẫn đến cái khổ của tâm và họ cho phép với điều kiện là bản thân của người đó hài lòng và yêu cầu thì cái việc mà tiêm thuốc vào trong cơ thể của người đó để cho người đó đi vào giấc ngủ nghìn thu những nhà đạo đức học có tinh thần phật giáo thì kháng cự lại cái này các nhà thần học của các tôn giáo nhất thần như là thiên chúa giáo, do thái giáo cũng kháng cự vì họ nói rằng làm như thế là tước cái quyền giám sát sống và chết của thượng đế. họ cho rằng là con người có sự sống là do thượng đế tạo ra và khi cái chết đó là do thượng đế cướp đi thôi chứ không ai được cướp đi hết. Đó. làm như thế là cướp quyền. cái quan niệm của đạo phật khi mà không tán đồng việc đó đó là bởi vì người đó đã không có được cái bản lĩnh đối diện với cái đạo sự đào tẩu đó sẽ tạo ra một cái cảm giác sợ hãi và về sau này đó khi tái sinh ở một đời kiếp khác thì cảm giác sợ hãi và bỏ cuộc đó vẫn tiếp tục trở thành một cái nỗi ám ảnh và chết ở trong cái cách đầu hàng như thế đó thì sẽ làm cho họ đó không có bản lĩnh vươn lên ở trong kiếp sau cho nên tất cả những gì mà ta phải trải qua trên cơ thể đó thì ta cứ quan hệ với nó sống chung với nó hòa hòa bình với nó thì nó sẽ không là kẻ thù của mình còn sợ nỗi đau của cái bệnh nhiều chừng nào nỗi đau không vì thế mà biến mất mà ngược lại càng làm cho nó khống chế và ám ảnh chúng ta nhiều hơn. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tăng. Trong lúc mà chúng ta quán chiếu về bệnh như là một quy luật. Khi mình không đánh đồng cái bệnh là tôi, tôi không bị kẹt vào trong cái bệnh đó. Thì ý thức về cái bệnh nó sẽ không hiện hữu nữa. Và nỗi đau đó sẽ được vơi đi một phần nào ý thức của con người đó chú ý về cái gì sẽ làm cho cái đó có giá trị tiêu cực hay là tích cực suốt ngày mà mình chỉ nghĩ đến bệnh thì người đó âu sầu rủ rượi và tâm lý chán chường thất vọng vô cùng cho nên ta phải tìm một cái gì khác để thay thế vào niệm phật là một nghệ thuật thay thế rất tốt khi các cụ lớn tuổi mà bị bệnh bị đau nhất đó thì thường đến các chùa thì được lời khuyên là hãy niệm phật đi thì khi mà ta thành tâm với niềm tôn kính nhất về phương diện tín ngưỡng đặt trọn vẹn lên danh hiệu của đức phật thì lúc đó đó cái ý niệm về cái bệnh và cái sự sợ hãi về cái đau từ bệnh mà có đó nó sẽ giảm đi khá đáng kể từ đó đó ta khắc phục được nỗi đau của bệnh một phần nào một cách có ý thức sự tu tập và hành trì của những người phật tử đó là như thế cho nên biết cách khéo léo đó thì ta sẽ giải phóng được cái cái đau của bệnh tật mấy mươi phần trăm mà không cần phải sử dụng các loại thuốc giảm đau hay là sử dụng các loại thuốc tê các loại thuốc gây mê và thuốc tê đó thực chất đó là nó khoanh dùng và làm tê liệt cái cảm giác nơi cái đau có mặt ở trên cơ thể của mình và khi nó bị khóa chặt như vậy thì cái cảm giác đau này không được đưa về thần kinh trung ương để dẫn ra một cái nhận thức rằng là tôi đang bị đau bởi cái bệnh nào đó nó là một cách tạm thời thôi bởi vì nếu làm hòa như thế đó Thì ta sẽ bị những cái hậu quả phấn phụ Của dược chất trên cơ thể dẫn đến những cái chứng bệnh khác Mà trực tiếp nhất là ảnh hưởng đến thần kinh Và bộ nhớ của chúng ta Còn ta sử dụng sự quán niệm hay là sự thực tập đó Như là một nghệ thuật thế thế Thông qua danh hiệu của Đức Phật Hay là thông qua phương pháp thiền Hay là kinh hành Hay là một cái gì đó mà mình tâm đắc nhất đó thì cái nỗi đau nó sẽ được rơi rụng một cách rất là bình an dĩ nhiên là sự thực tập này nó sẽ không có kết quả 100%. trăm phần nhưng ít ra đó dài ba phần trăm vẫn hơn là không có được cái gì đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm trong lúc mà chúng ta thực tập điều kế tiếp khi quán tưởng về bệnh như là một quy luật thì ta đừng có quá trông mong rằng là tôi sẽ được khôi phục hoàn toàn cái chứng bệnh của mình để trở về cái trạng thái sức khỏe ban đầu thì bởi vì càng kỳ vọng như chuyện nào đó thì nỗi sợ hãi và bế tắc đó nó càng diễn ra chuyện đó đừng quá bận tâm về nó ta làm theo những lời khuyên một cách đứng đắn của các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực mà cơn bệnh của chúng ta đang cần sự trợ lực ta tập thể dục ta muốn điều độ nghỉ ngơi sinh hoạt thích hợp rồi tu tập một pháp môn nào đó cái năng lượng tâm linh này sẽ hỗ trợ giúp cho chúng ta khôi phục được bệnh bên cạnh những cái giá trị trị liệu của y khoa hai cái phối hợp cùng một lúc đó thì bệnh chúng ta sẽ được vượt qua nếu không được trọn phần thì cũng được vài chục phần trăm rất tiếc là phần lớn các bệnh viện đều không có những cái câu phương châm để hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua được cái đau để không khống chế cái cái khổ của tâm. Nếu ta chọn những câu danh ngôn của Đức Phật ta đặt ở trong mỗi căn phòng hay là ta cho các bệnh nhân một sự lựa chọn. Thích cái câu nào thì ta viết thư pháp bằng nội dung cái câu đó đặt ở trong phòng thì các bệnh nhân sẽ luôn luôn được nhắc nhở và thực tập sự quán tưởng về cái đau thì họ sẽ vượt qua được cái đau một cách dễ dàng hơn tại việt nam ta có một thói quen là tự trị bệnh và đó là một cái điều rất là cấm kỵ trong y khoa và ở việt nam đó cũng hay có phần là thiếu trách nhiệm ở chỗ đó là chỉ cần nói mua thuốc gì là các cái phòng mà phòng thuốc đó bán cho chúng ta cái đó. Có nhiều người bán thuốc không hề có bằng là dược sĩ đó. Họ chỉ thuê cái bằng dược sĩ của một người nào đó rồi bứng bán thuốc thôi. Còn ở những cái nước tiên tiến đó, thì ta thấy đó, thì cái trách nhiệm của bác sĩ của dược sĩ đó rất là cao. Dược sĩ phải có mặt suốt thời gian cái 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 phòng thuốc đó mở cửa nếu thanh tra đến giờ phút nào mà dược sẽ không có mặt người đó sẽ bị lấy bằng và chỉ bán thuốc khi có toa của bác sĩ thôi bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng bán lạm dụng hay là bán không có trách nhiệm đó dẫn đến cái chết do đó khi mà ta đau ta có thói quen là mua thuốc nhiều để uống để giảm đau hoặc là bệnh sơ sơ đó ta yêu cầu chích thuốc còn ở nước ngoài đó mình đau nằm liệt rồi đó đôi lúc các bác sĩ còn chưa chích đó ta phải khám xét rất là kỹ hai ba chuyên khoa bác sĩ chuyên chuyên khoa đó dẫn đến cái kết luận chung thì ta mới đầu mới quyết định các cái nỗi khổ của tinh thần đối với cơ thể nó cũng như thế đừng có sợ đau quá mà ta giảm đau bằng cách ức chế nó ức chế nó thì nó dẫn đến những cái phản ứng phụ không tốt chút nào hết đó. Cho nên đừng có để cho tâm của mình trở nên chán trường thất vọng về những bệnh bệnh lý để ta vẫn có đủ được ý chí mạnh sống một cách thoải mái trong cuộc đời. Người tu có quán tưởng và thực tập về điều này đó quý vị sẽ không biết rằng người đó đang bị bệnh. Bởi vì khi nhìn vào gương mặt, nhìn vào cái tư thế đi đứng của người đó ta thấy nó vẫn có một sự vững chãi lắm và nhờ như vậy đó người ta sẽ sống thọ hơn cho nên thực tập và quán về bệnh tật là một nghệ thuật để vượt qua được cái đau và cái khổ từ bệnh tật mà ra điều thứ ba là cái chết đó, nó đến với chúng ta như là một quy luật có người chết là do bệnh tật đã đến thời kỳ cuối cùng ta thường nói là người ta chết có số Đạo Phật thì không thích sử dụng cái từ số phận Bởi vì mỗi người có thể kéo dài sự sống của mình Và những người thân nếu biết cách thực tập đó Có thể hỗ trợ kéo dài sự sống của người bệnh Một trong những cái tình huống có thể kéo dài được sự sống đó Là gieo trồng cái phước của sự sống Và giữ cái tâm được thản nhiên trước cái cơn bệnh đang hoành hành Chúng tôi khuyên nếu ai đó đang bị bệnh mà tuổi của mình đã lớn rồi đó thì đừng vì thế mà mình buông hết những công việc thường nhật mà mình đang làm. Nếu cái cái việc làm đó nó nó không có trực tiếp ảnh hưởng đến cái sức khỏe trực tiếp thì ta vẫn duy trì cái công việc bình thường như thế. Bởi vì khi mình làm việc như thế đó thì cái ý thức về nỗi đau của bệnh nó sẽ giảm đi và nhờ đó ta sẽ vượt qua được cái cái chết hay ít nhất là kéo dài thêm cái sự sống ở một mức độ tương đối ví dụ nhiều cụ lớn tuổi có thói quen là mỗi ngày đều quét sân Lao bàn ghế hay là tưới cây nhổ cỏ con cháu thương và sợ rằng các cụ làm như thế khổ cực các cụ không cho các cụ làm nữa miễn là ta vẫn tiếp tục giúp cho các cụ làm trong sự cẩn trọng để tránh những cái tình trạng um, té ngã bất cẩn đó Thì cái việc làm vặt vãnh như thế tạo cho các cụ niềm vui và nhất đó, các cụ sẽ không có cảm giác cô đơn rằng là tôi mất hết năng lực rồi, tôi vô vọng, tôi vô dụng. Thì cái trạng thái tâm lý đó sẽ làm cho người già quên đi nỗi đau của bệnh, nhờ đó sống thêm một thời gian, làm phước và cái điểm tựa tinh thần cho con cháu của mình nhiều người mới vừa đi khám bệnh phát hiện ra là trên cơ thể của mình có một cái ung um, thư và bác sĩ cho biết là 3 tháng nữa 6 tháng nữa sẽ qua đời từ đó khủng hoảng trỏ dậy buông hết tất cả mọi thứ rồi có các bác sĩ lại khuyên như thế này là nếu ông hay bà có muốn ăn gì đó cứ chiều đi vì mạng sống của ông và bà có lẽ là không còn bao lâu ta nghe như vậy ta cảm động quá ta xót quá cho nên ta chiều theo và chiều như thế đó sẽ làm cho cái chết diễn ra sớm hơn rồi có nhiều người sợ rằng là mình không còn có cơ hội để hưởng thụ cho nên ăn những cái con vật đó, nó mang sát nghiệp cao quá thì từ cái thương mà không biết cách đó, làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn nữa Ví dụ những người bị sơ gan cổ trướng Khi mà Tây Y đã bó tay rồi Thì đi Đông Y người ta sẽ khuyên một số cái trị liệu như thế này Thứ nhất là mỗi ngày phải uống nước tối thiểu là 3 lít Nước nấu chín Không ăn đồ chiên xào Không ăn bất cứ cái gì mà nó ảnh hưởng đến sự y ạch của gan Như là cà pháo, cà tím, măng, nhiêu sò, ốc hến rau muống, rau dền, sông biển, nói chung là những gì có chất sắt nhiều đó thì gan nó sẽ chết sớm hơn. thì bên cạnh cái chế độ ăn dinh dưỡng thì người ta còn khuyên là nên ăn ốc bu, lấy con ốc bu đó bầm nghiền ra khi nó còn sống đó mà cho bệnh nhân này nuốt vào trong thì sẽ phục hoạt được cái chức năng của gan làm cho cái tiến trình sơ gan nó sẽ diễn ra chậm hơn. Và cái chết đó sẽ quản lại một phần nào? Bây giờ ta thử đặt ra một cái câu hỏi Là liệu cái phương pháp làm như thế có thể cải tử hoàng, hoàng sinh được hay không? Câu trả lời đó Từ phần lớn các vị đông y là không Như vậy trong vấn đề mà trợ tử Theo cái nghĩa là ăn uống Liên hệ đến mạng sống của các sinh linh để giúp cho gan đỡ bị chai và chết á. chỉ kéo thêm tối đa là một tháng hay là dài hơn thì phỏng có lợi ích gì ta phải đặt mặt một câu hỏi rất là lớn cho bản thân của ta và cho bản thân của người ta thương kính và do vậy đó việc làm như vậy sẽ mang theo nghiệp giả sử mình có khỏi được thêm ba chục ngày nữa vài trăm con ốc bu bị giết chết thì ta mang sát nghiệp đến cả trăm đơn vị sự sống thì ở tiếp sau ta lại bị lặng đận bởi những bệnh tật mà chết nữa cho nên ta có thể sử dụng những cái phương pháp đông y khác à, nó ít hoặc là nó giảm thiểu một cách tối đa nghiệp sát của con người thì vẫn tốt hơn là ta mượn sự sống của chủng loại vật này để kéo dài sự sống của người thân của mình là điều không nên về thực tập căn bản trong quán chiếu quy luật của cái chết đó, là ai cũng phải một lần ra đi có nhiều người biết trước được cái chết của mình dù không có tu học phật vậy đó chỉ cần là người đó sống một cách rất là chân thành chân chất đó. thì cái biểu hiện về sự biết cái chết của mình đó, bằng những câu nói chẳng hạn như người cha trước khi qua đời nói với những con đứa con của mình các con ơi Tối hôm qua ba nằm mơ Thấy rằng là ông nội ông ngoại đó Rủ ba đến thăm Cho nên chắc là, là ba phải đi xa Chỉ nói như thế thôi Thì con cháu nhiều khi cũng không để ý đi tứ gì Hai ngày sau hoặc là chiều hôm đó ông mất Hoặc là có nhiều người mẹ nó có được cái hoài cảm mạnh Hay là cái giác quan thứ sáu lớn đó Chứ nói rằng là mẹ nhớ ông bà quá rồi một hai ngày sau mất hoặc là có người nói rõ luôn là ba sẽ mất hay là mẹ sẽ mất bây giờ thôi các con hãy chuẩn bị rửa sạch cơ thể của ba đi còn nếu người đó là phật tử thì ta yêu cầu con cái là giúp cho họ mặc cái chiếc áo chàng và trong cái tư thế ngồi tụng kinh xong cái thời kinh nằm xuống cái là đi luôn thì cái đó là một cái phước là bởi vì ta biết được cái chết diễn ra với ta bằng một cách trực quan hay là bằng một cái dài cảm giác quan hay được gọi là quại cảm thì như vậy là mình đã làm chủ được cái giờ phút cuối cùng vốn được xem là giờ phút rất là quan trọng còn trong tình huống đó, ta không nắm vững được cái đó thì cái nỗi sợ chết nó sẽ trở dậy và từ cái nỗi sợ chết đó, ta sẽ sợ là mất gia tài mất sự nghiệp mất tiền bạc, mất tình thương, mất tình yêu. Và khi có một người thân đang lâm vào cái cảnh già, bệnh và chuẩn bị chết, ta phải ý thức và thấy rõ cái này để ta hỗ trợ cho người đó. Nhìn là thương người bệnh gần qua đời nhiều chừng nào đó, ta phải theo dõi cái diễn tiến tâm lý của người đó chừng đó. Và làm sao để giúp cho người này đó rủ bỏ hết mọi thứ để cho cõi tâm của mình được bình an mà đừng có quá lo lắng, bởi vì lo lắng không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì. Những người lớn tuổi mới bắt đầu có con đó, thì khi bị bệnh già mà chuẩn bị chết đó, khổ lắm. cái khổ thứ nhất là sợ rằng là người vợ còn lại sẽ tái giá, rồi sợ rằng là đứa con của mình lớn đó, không ai nuôi, như vậy là mẹ con của nó sẽ bất hạnh, hoặc là một người con hiếu kính với cha mẹ, cha trên trăm tuổi mà mình đã tám mươi rồi, mình sợ rằng mình chết đó, rồi cha mẹ mình ai lo? Thì tất cả những cái nỗi lo, các mối quan tâm đó, trong giờ phút cuối cuộc đời là không cần thiết. Như vậy là quán về cái cái chết đó, thì ta phải làm sao nhắc nhở bằng cả tấm lòng và nghệ thuật của một người con, của một người thân với tư cách là một phật tử làm thế nào để giúp cho người đó rũ bỏ được những cái mối quan tâm này. Bây giờ không phải là giờ phút để họ quan tâm mà giờ phút là để họ chăm sóc cái tâm của mình hơn là chăm sóc cho người khác. Bởi vì bản thân của người bệnh già và chuẩn bị chết đó là bất lực rồi. Nhưng mà cái nỗi lo đó vẫn làm cho người đó cố tình nghĩ rằng là mình vẫn là người có sức lực. Đây là cái thực tập rất là quan trọng làm được cái điều này đó thì ta mới được xem là hộ niệm cho người chuẩn bị quá cố hộ niệm kế tiếp là làm sao để thấy rõ tất cả những cái nỗi đau về tâm lý của người đang đối diện với cái chết đó.